hàng xóm la hét mẹ ca sĩ Tuấn Khang GMC cấp cứu sau đám tang của con trai. Chiều ngày 19 tháng 12 vừa qua, thông tin ca sĩ Tuấn Khang, cựu thành viên nhóm nhạc GMC đột ngột qua đời ở tuổi 43 vì tai nạn, khiến showbiz Việt bàng hoàng. Gia đình nam ca sĩ cho biết Tuấn Khang bị trượt chân ngã, chấn thương nặng nên đã không qua khỏi trong chuyến về Việt Nam thăm quê hương sau hơn 6 năm định cư tại Mỹ. Mới đây, bố ruột của cố nghệ sĩ là nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng chia sẻ với truyền thông về nỗi mất mát lớn này. Ca sĩ Tuấn Khang qua đời vào ngày 15 tháng 12, nhưng đến chiều ngày 19 tháng 12, thông tin mới được báo đài biết đến vì gia đình quá đau lòng. Theo lời của ông Tùng, con trai ông từ Mỹ trở về vào ngày 10 tháng 12, sức khỏe vẫn tốt, ngoại trừ việc phải dùng thuốc điều trị viêm nang tóc, thỉnh thoảng bị mất ngủ. Đêm trước khi Tuấn Khang qua đời, nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng còn nghe con và đồng nghiệp trò chuyện sôi nổi về ý tưởng làm đêm nhạc kỷ niệm sau 7 năm vắng bóng. Kể lại giây phút kinh hoàng, bố Tuấn Khang cho biết khi đó ông đang ngủ thì nghe tiếng hàng xóm đập cửa la hét. Ông vội chạy ra thì thấy con trai nằm bất tỉnh trước nhà do ngã từ sân thượng. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng Tuấn Khang không qua khỏi. Sau đó, vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng đã hỏa táng và đưa tro cốt của con trai về nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thờ cúng. Không chịu nổi cú sốc mất con, mẹ của nam ca sĩ đã nhập viện cấp cứu sau khi tang lễ kết thúc. Ông Tùng cho biết thêm, ca sĩ Tuấn Khang và vợ ở Mỹ có với nhau một con trai, năm nay được 7 tuổi. Ngoài ra, anh còn có con gái 14 tuổi với vợ cũ, hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, vì Tuấn Khang ra đi đột ngột, người vợ hiện tại của nam ca sĩ không kịp sắp xếp để về Việt Nam nhìn mặt chồng lần cuối. Nhiều năm qua, vợ chồng ông Tùng và con trai thường xuyên liên lạc. Mỗi lần gọi điện về, Tuấn Khang hay tâm sự về cuộc sống ở Mỹ. Sau khi gác lại sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ phụ vợ làm nêu, có thu nhập ổn định hơn. Cựu thành viên GMC nhiều lần ngỏ lời đưa bố mẹ sang Mỹ nhưng ông bà từ chối. Lần trở về này, ca sĩ Tuấn Khang dự định ở lại Việt Nam hoạt động lâu dài, muốn được gần bên gia đình khi bố mẹ ngày càng già yếu. Ông Tùng tâm sự, đôi lần còn ngỏ lời mời chúng tôi qua Mỹ thăm cháu. Ngặt nỗi, sức khỏe vợ chồng tôi ngày càng kém, ngày cách trở địa lý, khí hậu khắc nghiệt. Kể lại kỷ niệm về ca sĩ Tuấn Khang lúc sinh thời, nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng cho biết Tuấn Khang mê ca hát từ nhỏ. Lớn hơn, anh quyết tâm theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Ban đầu, ông Tùng không muốn con trai vào showbiz, dự tính cho anh theo nghề ngân hàng để công việc tương lai ổn định. Thế nhưng sau đó ca sĩ Tuấn Khang được chiêu mộ, cùng với các thành viên khác thành lập nhóm nhạc nam GMC. Chỉ vài tháng sau, Tuấn Khang cùng nhóm GMC vụt trở thành hiện tượng nhờ ngoại hình sáng, giọng hát tốt. Ông Tùng cho biết ngày đó, con trai thường đi lưu diễn từ Nam ra Bắc, ít khi có mặt ở nhà. Theo cảm nhận của ông Tùng, ca sĩ Tuấn Khang là người tình cảm, luôn hướng về gia đình. Giờ đây, vợ chồng ông vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng con trai đã ra đi mãi mãi. Hiện tại, thông tin ca sĩ Tuấn Khang qua đời vẫn là chủ đề đang được quan tâm trên khắp các diễn đàn. Sự ra đi của anh khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối. Chia sẻ thêm về ca sĩ Tuấn Khang, anh được đông đảo khán giả biết đến khi là thành viên của nhóm nhạc GMC, nổi tiếng vào đầu những năm 2000 cùng với các ca sĩ như Lê Dũng, Anh Kiệt, Ưng Đại Vệ, Quốc Trung. Thời điểm nhóm tan rã, anh đẩy mạnh sự nghiệp solo, ghi dấu ấn qua những bản hit như Trong Tình Yêu Người Ta Nói, Anh Sẽ Cố Quên Em. Năm 2016, Tuấn Khang kết hôn với bà xã là Đài An Trần, là doanh nhân Việt Kiều Mỹ. Đầu tháng 3 năm 2017, nam ca sĩ sang Mỹ định cư cùng vợ, vừa kinh doanh vừa tham gia các chương trình ca nhạc ở xứ cờ hoa. Suốt 7 năm qua, Tuấn Khang có cuộc sống kín tiếng, chuyên tâm vào công việc kinh doanh. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!